Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách cài đặt phần mềm TeamViewer trên Mac OS cho chiếc MacBook của các bạn. Cái việc cài đặt các cái ứng dụng trên Mac OS cũng như trên Windows rất là dễ. Tuy nhiên đối với cái phần mềm Mac OS mà đối với phần mềm TeamViewer cài trên Mac OS thì các bạn cần phải lưu ý, nếu không thì người hỗ trợ điều khiển từ xa sẽ không thể nhìn thấy màn hình của bạn, cũng như không thể sử dụng chuột và bàn phím để có thể hỗ trợ cho chiếc MacBook của các bạn. Ở đây mình sẽ cùng các bạn tiến hành cài đặt và sẽ cần phải cấu hình như nào để người điều khiển từ xa mới có thể nhìn thấy màn hình máy tính, màn hình MacBook của các bạn và có thể sử dụng chuột cũng như bàn phím. Đầu tiên thì chúng ta vẫn mở một cái trình duyệt và chúng ta sẽ tải cái phần mềm TeamViewer về. Ok, chỗ này các bạn sẽ gõ là TeamViewer nhé. Các bạn vào ngay cái địa chỉ trang chủ của TeamViewer.com để các bạn tải về. Các bạn tuyệt đối không tải ở những cái trang không phải là trang chủ nhé. Không rõ nguồn gốc thì các bạn không nên tải về. Khi các bạn vào trang chủ TeamViewer.com thì ngay tại ở góc phía bên phải đây nó sẽ có cái chữ Download TeamViewer. Bạn có thể bấm ngay vào đây để tải về dành cho macOS nhé. Cái việc tải về cũng như cài đặt thì rất là dễ, nhưng mà làm thế nào các bạn phải cấu hình đúng thì người hỗ trợ từ xa máy khách mới có thể nhìn thấy màn hình MacBook của các bạn, cũng như mới có thể sử dụng chuột và bàn phím điều khiển hỗ trợ bạn được. Nếu bạn cấu hình không đúng ấy, thì người hỗ trợ từ xa có muốn hỗ trợ bạn cũng không hỗ trợ được, bởi vì người ta không nhìn thấy màn hình MacBook của các bạn và cũng không thể sử dụng chuột cũng như bàn phím. Thì đây là một cái trong những cái điều đặc biệt khi mà các bạn cài TeamViewer ở trên máy MacBook, và tí nữa mình sẽ mở thử luôn cho các bạn để biết vì sao mà không thể điều khiển được. Ok, sau khi các bạn đã download về thì bạn sẽ mở cái teamviewer.dmg, đó là dành cho macOS, thì các bạn bấm vào để tiến hành cài đặt nhé. Việc cài đặt thì dễ thôi. Khi các bạn bấm vào cài đặt thì nó sẽ mở lên cái cửa sổ Install TeamViewer, thì các bạn chỉ việc kích đúp để cài đặt thôi. Lúc này thì nó sẽ hỏi thì bạn cho phép mở từ nguồn download trên internet nhé. Bạn bấm vào Open và bấm vào Accept, đồng ý và tiếp tục Continue. Các bước này thì bạn sẽ bấm cài đặt như bình thường. Install. Các bạn nhập mật khẩu macOS của bạn. Đến bước cài đặt này thì các bạn chờ một chút xíu nhé. Để cài đặt xong thì mình và các bạn sẽ cấu hình. Ok, như vậy là việc cài đặt TeamViewer đã xong, mình sẽ đóng này. Lúc này thì nó hỏi là bạn có muốn xóa các cái TeamViewer mà đã tải về máy hay không. Nếu mà bạn muốn xóa luôn để giải phóng dung lượng thì bạn có thể bấm xóa, hoặc là bạn có thể bấm Keep để giữ lại. Ở đây mình sẽ bấm xóa sau khi mình đã cài đặt thành công rồi nhé. Rồi ok, mình xóa ở trong thùng rác luôn.
Sau khi các bạn cài đặt xong trên macOS thì TeamViewer nó sẽ cấp cho bạn một cái địa chỉ ID và password, thì bạn sẽ gửi thông số này cho người hỗ trợ máy MacBook của các bạn. Tuy nhiên thì việc gửi hai cái thông số này, nếu như bạn cài ở trên Windows ấy, thì bạn không cần phải làm gì cả. Nhưng ở trên macOS ấy, mà bạn gửi hai thông số này mà bạn chưa thiết lập thì nó sẽ người hỗ trợ bạn sẽ không thể nhìn thấy màn hình máy MacBook của bạn, cũng như là không thể sử dụng chuột cũng như sử dụng bàn phím được để mà hỗ trợ cho bạn. Ở đây mình sẽ mở kết nối TeamViewer để các bạn xem nhé. Ở đây là trên Windows thì mình cũng đã cài đặt TeamViewer. Bây giờ mình sẽ kết nối với macOS nhé. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái ID. Ở đây mình đã nhập đúng rồi này. Đó, ID. Bây giờ mình sẽ kết nối thì các bạn sẽ thấy luôn. Và mình sẽ nhập mật khẩu ở đây nhé. Mình sẽ nhập mật khẩu vào đây. FN6 2ET7. Ở đây mình sẽ nhập mật khẩu và mình kết nối để các bạn nhìn thấy luôn nhé. Đó, như các bạn có thể nhìn thấy này. Khi mà bạn kết nối vào ấy thì ở cái màn hình TeamViewer mà bạn nhìn ấy thì bạn sẽ nhìn thấy một màu đen như này và bạn sẽ không thể nhìn thấy máy MacBook ở phía bên kia để bạn hỗ trợ và cũng không thể sử dụng chuột và bàn phím được. Chính vì vậy thì bạn cần phải cấu hình nhá thì bạn mới nhìn thấy. Đó. Thì bạn quay trở lại máy MacBook của các bạn nhé. Thì lúc mà bên phía đối tác đã kết nối thì nó sẽ hiện lên cái cài đặt Mac này cho cái việc TeamViewer. Thì nó sẽ có hai phần, một là bạn sẽ phải cài đặt để cho phép phía bên kia nhìn thấy màn hình này, bạn có thể nhìn thấy cái biểu tượng màn hình ở đây, và cái thứ hai nữa là bạn cũng phải cho phép tích vào hai cái này thì bên kia mới có thể sử dụng chuột được. Đó. Cái này thì bạn có thể cài đặt trước hoặc cài đặt sau khi hiện cái bảng này đều được nhé. Cái điều quan trọng là bạn, ví dụ mình tắt nó đi thì nó sẽ hỏi là các cái quyền mà cho phép xem màn hình này, screen recording, thì mình không cho phép thì bên kia sẽ không nhìn thấy. Ví dụ thì bạn tắt đi nhé, thì bạn sẽ vào cài đặt lại. Ở đây mình sẽ mở lại nhé. Ở đây là máy MacBook nhé. Bạn sẽ vào cái phần biểu tượng quả táo này, vào System Setting này. Đó, cái này bạn có thể cài đặt trước hoặc cài đặt sau. Sau đó bạn vào cái phần Privacy and Security. Ở đây nó sẽ có hai phần, một là bạn sẽ vào cái phần Camera để mà cho phép bên kia có thể nhìn thấy màn hình. Đấy, xin lỗi, các bạn vào cái phần record ấy. Đâu nhỉ? Đây, screen recording, bạn vào cái phần này thì nó sẽ có phần TeamViewer hiện tại đang tắt thì phía bên kia sẽ không nhìn thấy màn hình được. Nếu mà bạn tắt đi thì chính vì vậy bạn cần phải bật thì bên kia mới có thể nhìn thấy màn hình của MacBook của các bạn nhé. Và lúc này bạn nhập mật khẩu máy Mac của bạn vào. Đó, và lúc này thì bạn sẽ thoát sau này. Lúc này thì bên phía bên kia mới có thể nhìn được nhé các bạn. Này. Đấy. Lúc này thì ở phía bên kia đã nhìn được rồi. Tuy nhiên thì chưa thể sử dụng chuột được các bạn nhé. Đây là TeamView này. Các bạn nhìn thấy này.
Tuy nhiên thì chưa thể sử dụng chuột được nhá. Đây các bạn bấm vào thì không làm gì được nhá. Đó, muốn tắt không tắt được. Đây TeamViewer thì sẽ không thể sử dụng chuột được các bạn nhé, không tắt được à. Đấy, bấm không tắt được. Bởi vì là trên MacBook của mình chưa cho phép mà sử dụng chuột mà. Chính vì vậy thì mình thêm một cái bước nữa, quay trở lại MacBook của bạn nhé. Quay trở lại MacBook của bạn này. Ở cái phần chia sẻ màn hình thì mình đã cho phép phía bên kia xem rồi. Đó, bạn quay trở lại và bạn vào cái phần accept. Các bạn vào cái phần trợ năng này, accessibility. Đó thì nó cũng sẽ có cái phần TeamViewer ở đây và bạn kích hoạt thì phía bên kia mới có thể sử dụng chuột được nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ kiểm tra nhé. Đây là TeamView này. Các bạn có thể nhìn thấy vào lúc này ấy, thì bên này có thể sử dụng chuột được rồi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy sử dụng chuột được các bạn nhé. Thì đó là cái việc các bạn lưu ý, nếu không là phía bên kia không thể nhìn thấy màn hình MacBook của các bạn và không thể điều khiển chuột và sử dụng bàn phím được các bạn nhé. Đó, ok. Đó, và bên kia người từ xa mới có thể hỗ trợ bạn được các bạn nhé. Đó, và từ xa mới có thể điều khiển được chuột và nhìn thấy màn hình. Nếu như mà bạn không cấu hình cho phép xem màn hình, nhìn thấy màn hình và cho phép sử dụng phím chuột thì người bên kia không làm gì được. Các bạn lưu ý nhé.